Xin chào mọi người. Và ngày hôm nay thì anh lại tiếp tục lên sóng giới thiệu cho cả nhà tham khảo một mẫu sedan hạng B đến từ thương hiệu của Nissan Nhật Bản, đó là chiếc Nissan Sunny phiên bản XL sản xuất năm 2014, màu xanh dương, mang biển Hà Nội mọi người này, tên tư nhân biển Hà Nội nhé, 30F49169. Về phần thân vỏ của xe đây, sơn xi còn rất là đẹp luôn nhé, màu xanh thì dòng Sunny này thì khá là tương đối là hiếm có màu xanh dương như này cả nhà nhé. Và đa số là màu đen với màu trắng và màu bạc là nhiều. Bác nào mà hợp mệnh màu này thì liên hệ cho thầy anh theo số điện thoại 0354 152 888 và địa chỉ để xem xe trực tiếp, đó là thôn Đại Uyên, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương nhé. Trang bị dàn lốp 4 quả, khe rãnh thì còn rất là sâu, đăng kiểm rất là dài nhé, tháng 1 năm 2022. Sơn xi màu xanh rất là đẹp luôn. Đây, các đèn nóm này, đèn pha, đèn hậu thì còn khá là đẹp luôn cả nhà nhé. Một mẫu sedan hạng B được sở hữu khá là nhiều ưu điểm vượt trội hơn những so với những mẫu xe cùng phân khúc của nó cả nhà nhé. Một mẫu xe rẻ, bền, lành và cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu. Xăng ăn chỉ tầm khoảng 5 lít rưỡi đến gần 6 lít trên 100 km đường trường thôi. Nên cả nhà khi sở hữu xe thì cứ yên tâm về độ kinh tế của xe, rất là phù hợp cho cả nhà sử dụng chạy dịch vụ kiếm thêm thu nhập, hoặc là sử dụng phục vụ gia đình, rất là ok luôn. Một mẫu xe Nhật với nội thất rất là rộng rãi cả nhà nhé. Khoang nội thất của xe đây cực kỳ là rộng rãi này, ngồi khá là thoải mái nhé. Nội thất được thiết kế ngang với những mẫu xe sang, và xe thì được trang bị thêm cả cửa gió điều hòa thứ hai cả nhà nhé. Ngồi ở sau thì chúng ta cứ yên tâm là không lo bị nóng rồi. Táp đô táp đi thì còn rất là đẹp luôn nhá, rất là sạch sẽ này. Được bác chủ dán đề can này, rất là đẹp luôn này. Màu vân gỗ nhá, gương kính chỉnh điện. Và xe thì được trang bị là hai túi khí an toàn và phanh ABS 4 bánh cả nhà nhá. Một chiếc xe bàn đủ. Và với giá bên em đang chào bán chỉ với 220 triệu thôi là cả nhà đã sở hữu được xe rồi. Chỉ hơn 200 triệu đồng thôi là cả nhà đã có một mẫu sedan 2 đầu bản đủ, chạy rất là chất luôn nhá. Mà dòng Sunny này thì độ cách âm của nó khá là tốt cả nhà nhá, so với những mẫu xe phân khúc B thì gần như đứng đầu phân khúc. Vận hành thì khá là êm ái. Đây, phần táp ly đây rất là sạch sẽ nhé, không một vết xây xước hay chảy sát gì cả nhé, hay là chảy xước gì cả nhé. Phần táp lô cũng vậy này, xe trang bị hai túi khí an toàn nhé. Màn hình cam lùi này, vô lăng ba chấu này được trang bị túi khí an toàn này, ghế bọc da màu đen rất là sạch sẽ, trần thì đã được bọc ni lông rồi nhé. 220 triệu đồng thôi là cả nhà đã sở hữu được xe rồi. Và bên Thế Anh thì có hỗ trợ vận chuyển mua bán toàn quốc. Thì cả nhà mà ưng xe thì liên hệ cho em, cọc cho em trước 30 triệu nhé, em sẽ vận chuyển xe lồng cho cả nhà. Và bên em thì có thu mua 24/24 trên toàn quốc, nên cả nhà có nhu cầu muốn bán xe thì liên hệ cho Thế Anh theo số điện thoại 0354 152 888 nhé, em sẽ thu mua trên toàn quốc và 24/24. Đây, xe trang bị dàn lốp đây, sơn xi sạch đẹp, đèn hậu đây, chỉ với 220 triệu đồng thôi. Cả nhà mà quan tâm xe thì vui lòng liên hệ cho Thế Anh nhé. Và em sẽ cho mọi người tham khảo qua về phần khoang động cơ của xe. Đây phần khoang động cơ của xe đây nhé, đầu giằng sắt xi, tất cả còn nguyên bản hết cả nhà nhé. Máy số zin, xe chưa ra, cam kết là xe không có tai nạn ngập nước nhé.
máy số thì nó cực kỳ là êm. Đây, khoang động cơ thì khá là khô ráo nhé. Chỉ với 220 triệu đồng thôi là cả nhà đã sở hữu xe rồi. Đây là cụm ABS này mọi người này. Khoang động cơ thì còn rất là sáng này, chưa có hiện tượng han gì cả nhé. Chỉ với 220 triệu đồng thôi. Đây, cả nhà mà quan tâm xe thì vui lòng liên hệ cho Thế Anh nhé. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi hết video của em. Xin hẹn và gặp lại mọi người trong video tới của em nhé.